Hải ngoại có đưa lên mấy cái hình ảnh ở quên trên quận 8 đấy, nói là bên Việt Nam là cái là không có tự do tôn giáo rồi kỳ thị công giáo để thế, nhưng mà thật sự trong cái hình ảnh nó quận 8 đó, đấy, đi ra ngoài đường rước luôn, rước lễ đó. Bên công giáo đó họ rước lễ, họ họ đi ra ngoài đường họ rước luôn. Các cháu mặc áo ông già Noel, cái áo màu đỏ, đội mũ, các cháu gái cũng vậy, đi rước kiệu, đi ra đầy ngoài đường, live stream luôn. Đây là trung tâm thủ đô của Cộng hòa Bôn Sa Quốc. Đất tới đất người ta tạm dùng ở mà lại cứ coi như là đất của mình. Nước Mỹ này chỉ có một cái cờ cờ hoa đấy, 50 ngôi sao, 13 gạch tượng trưng cho 13 tiểu bang đầu tiên của nước Mỹ ở miền Đông. Tự nhiên mang cái cờ vàng ba sọc đỏ, đi đâu cũng vác cái cờ ra, người ta ghét. Nó chửi trong bụng ra nhưng mà thì nó cũng cắn răng nó chịu đựng, là bởi vì nó cần cái phiếu. Và mấy anh thì biết là người ta cần cái phiếu, mấy anh cũng tự sướng an ủi mình, à nó cũng quan tâm mình. Thật sự có ai quan tâm đâu. Họ đâu quan tâm, họ cần cái lá phiếu của mình, tưởng là nó sẽ quan tâm mình, sung sướng. À, bên ly sandwich đang sửa lại đằng trước. Cái chỗ này thì mất chỗ để biểu tình rồi, đang làm việc mà. Đây là cái sân cỏ bên tay phải chúng tôi, đây là cái bãi sân mà hay đứng ra đi biểu tình. Bây giờ nó thấy Mỹ nó chơi chủ nhân mới nó chơi đều. Các anh cứ việc biểu tình tôi không cấm, nhưng mà các anh phải cung cấp cho chúng tôi một cái giấy phép, xin phép thành phố, thế rồi lại phải đóng tiền mua bảo hiểm. Bảo hiểm 1 triệu đô la đó thì là phải đóng tất cả khoảng chừng 800 đô la. Các cộng đồng mới kiếm ra được 800 đô la để đóng mua bảo hiểm mà cũng hơi khó. Thì kia kiếm không ra được thì lại hỏi làm sao mà lật đổ được Đảng Cộng sản, có 800 đô la còn không có nữa. Metro Christmas. Trời ơi sao lại Metro, lại cái Merry Christmas chứ. À, đây tới đây là khu vực này đường mắt mắt ngó lia, Magnolia, nhà báo gọi là mắt ngó lia. Đây là một cái khu thương mại, quý vị thấy rằng rất là trống trải. Nơi đây có cái nhà băng băng America, nếu mà quý vị cần lấy tiền buổi tối đừng nên tới đây. Tại vì mấy ông bà homeless cũng loanh quanh ở đây cũng khá đông. Quý vị nhìn thấy đây thì thấy rằng là thật sự rằng mấy năm trước thì là giờ này là đông lắm, nhưng bây giờ đã thấy có lẽ là thì bà con cũng chán mấy ông công giáo này. Đây là những cái tiệm bán dọc đường, à bên đây bán, quý vị thấy bán trái cây, bưởi, đủ hết các loại trái cây. Trái cây rất là mắc. Có một người quen ở bên Việt Nam qua đây đó, thì ông chồng qua đây trước 2 năm, vì đi bán trái cây không đón cả được được vợ con qua nữa.
Có một cái nha, là mặc dù là cái gì đi nữa nhưng mà tương đối ở bên này đã, cũng lái xe cũng vào trong cái khu này đây, khu thương mại này, bà con lái xe cũng rất là đàng hoàng. Thỉnh thoảng cũng có một tay nghe một cái anh cái lái ẩu, nhưng mà cái chuyện mà lái ẩu nó không phải là cái chuyện cái tích cực, bởi vì đó là những cái tiêu cực này ở chỗ nào nó cũng có hết. Có điều thì càng đông người thì càng có nhiều cái sự tiêu cực. Thấy bà con đứt cười à? Luật cấm lái xe dùng cell phone đấy mà vẫn cứ úp cái phone vào trong tai, cái lúc mà cảnh sát nó thổi cái thì lại chửi thề. Tôi đang nói ở bên chuyện bên Mỹ đấy, chửi thề trời lên. Thành ra làm nghề cảnh sát công an ở đâu nó cũng bị ghét hết. Lẽ nhiên thì trong cái ngành cảnh sát hay ngành công an ở Việt Nam hay là cảnh sát ở bên Mỹ, nó cũng có cái người nọ người kia, nhân vô thập toàn mà, đâu cũng có luật có lệ hết. Thế một vài nhân viên vi phạm, ví dụ như bên hải quan ở bên ở Việt Nam đấy, mới tống cổ 10 ông thành phố Hồ Chí Minh hay là ở Đà Nẵng, à Đà Nẵng tiền hối lộ đấy. Vâng, lúc nãy thì chạy qua khu Phước Lộc Thọ, lúc nãy thì chạy khu chợ ABC đấy. Bây giờ trở lại đây này, đằng trước mà mặt Đức Thánh Trần này đấy. Ông đang chỉ tay qua bên cái bên kia là Pharmacy Đồng Nai. Ông bảo này này, tao bảo cho chúng mày biết nhá, tuổi tụi bay bây giờ là toàn là cao máu mới lại cao mỡ này, cao đường này. Đấy, đi qua bên kia kìa, Pharmacy Đồng Nai đó, qua bên đó mua thuốc về mà uống. Tôi là tăng sông lên thì chết thế mẹ luôn. Vâng, ở bên đây phải chúng tôi là khu Phước Lộc Thọ đấy. Chạy thử vào trong khu Phước Lộc Thọ cho bà con coi nha. Ôi, nói gì nói đi. Thưa quý khán giả, không có một cái cờ vàng nào hết á, tất cả các chợ ở đây đều tháo hết rồi, chỉ còn một cái chợ duy nhất là chợ Á Đông Supermarket là bên tay trái của chúng tôi thì còn để cờ, nhưng mà họ để cờ mánh lắm. Cái cờ đó đó mục đích họ treo để làm che nắng. Thì bây giờ che nắng á, thì thôi thì làm luôn cái lá cờ vàng ba sọc đỏ thì nó lại có ý nghĩa hơn, vừa có ý nghĩa đâu vừa đấy. Thế là cái này như vậy mình có thể gọi là lợi dụng không đấy. Đúng là lợi dụng này cái nhé. Đây mà thường thì trước đây đó là ở trong cái những khu phố này đó, khu này khu Phước Lộc Thọ. Cao ca Đức Thánh Trần vừa đi qua rồi. Ông Hoàng Minh Hoan có vào rồi đó mà tại sao không nói? Vào trong này thưa quý khán giả, đậu xe rất là khó, kiếm được một chỗ là để đậu xe rất là khó. Đây là hết. Đây, cái chỗ này chỉ có chừng đó thôi.
thua một cái góc phố thương mại ở Việt Nam, thua xa. À, đi xuống dưới kia thì toàn là chỗ để đậu xe, chúng tôi rẽ qua bên này để khỏi kẹt đường. Đằng trước chúng tôi đó là một cái căn hộ. Lúc đầu thì bán rất là đắt, nhưng mà lúc mà xây lên xong rồi cái thì lại không có ai mua. Bây giờ biến thành một cái chung cư để cho mướn. Nhưng mà Hoàng Minh Hoan đòi Hoàng Minh Hoan đòi đi về, à đòi lên nói, mà tại sao mời lên là không lên, phải mời nữa vậy đó. Vâng, bây giờ tôi chạy thẳng đường qua đây, đường Moren, cái con đường này đó đã xin đổi thành là con đường là tự do báo chí. Cái đường là ở Pressway, đường 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 báo chí. Bên này có tờ báo Viễn Đông, ngày xưa nó là của trụ sở của tờ báo Người Việt. Bên tay phải chúng tôi là freevn.net của ông Bùi Bình Vân, này trông cũng tang thương lắm. Bên cạnh báo Viễn Đông đó thì có hội trường VNCR đấy, cái này của bây giờ là đài radio VNCR, trông cũng thê thảm lắm. Bên tay trái chúng tôi là tờ về Việt Báo, cũng vắng tanh vắng ngắt, đóng cửa rồi. Không phải là không phải đóng cửa tờ báo, mà bữa nay thứ bảy các đóng cửa người nghỉ sớm. Đây là tờ báo Người Việt, bên cạnh Người Việt đó là Đài Sài Gòn TV. Đấy. Đây, Người Việt bữa nay không có sinh hoạt gì mà cũng có vẻ vắng lắm. Đấy. Bóc rõ rồi, mà tại sao Hoàng Minh Hoan mời hoài vào mà không vào? Nếu không vào được các thì nói là từ chối đi, để cho nó khỏi lên cái đi gửi tiền. FedEx bây giờ cũng có mở một cái trụ sở ở tại đây rồi. Phạm Văn Chinh, đúng đúng rồi. Mình chặn là chặn không cho nó viết thôi, còn nó vẫn nghe được như thường đấy. Bây giờ thì nó vẫn đọc, nó vẫn nghe, nhưng mà nó không viết được đấy. Cái đau của nó như vậy đó, nghe nhưng mà không viết, thế mới tức. Cũng giống như là một cái, nghe là cái thằng mà nó, thằng nó câm mà nó lại nó không bị điếc. Vâng, buôn tra là 6 tháng nay không có biểu tình. Bữa nay thứ bảy cũng không có biểu tình luôn. Mà đúng như đời tiên đoán của nhà báo á, khi nào mà ông Phan Kỳ Nhơn mà ông nằm xuống á thì buôn tra nó mới yên. Thì chứ nằm đây không có nghĩa là ông chết, mà nằm đây có nghĩa là ông rút lui, hoặc là ông không đi được hay cái gì đó, thì đại khái như vậy. Thì ông Phan Kỳ Nhơn thì chưa tới 80 tuổi, ông khoảng chừng 78 tuổi, nhưng mà bây giờ thì ông khôn lắm.
Nghe nói là ông được Bùi Bùi Thế Phát là chủ tịch cộng đồng nâng cấp ông ấy lên cái chức vụ gọi là chủ tịch ủy ban thường vụ của cộng đồng Việt Nam, mà cái chức vụ đó thì hoàn toàn không có trong nội quy, không có trong cái cơ chế cơ cấu của tổ chức cộng đồng. Vậy mà ông được làm xong rồi lại được tặng thêm một ít tiền sau khi mà thành phố Garango ký cái thỏa hiệp với lại Thượng Hải, và họ đã tuần vừa rồi thì thành phố Garango đã chấp thuận một cái đề án là ba khách sạn xây trên đường Harbour, và ba khách sạn này sẽ mang về thành phố Garango một số tiền khổng lồ hàng năm. Qua dịch vụ đóng thuế. Và bà Thanh Hiền á, là cái người mà đi lên bù loa trên các đài phát thanh. Thì sau khi lên cái Little Sài Gòn TV, đài Little Sài Gòn TV tương đối là một cái chương trình của Đoàn Trọng, tức là cái chương trình Cà Phê Sáng của Đoàn Trọng. Hoặc là chương trình buổi tối lúc 7 giờ tối thứ năm, rất được đông người là chiếu cố. Thì không biết là có vì được cái đó không mà bây giờ cái đó là cái mà được ông Quan Trị Nhơn nó có Bùi Thế Phát đấm mõm hay không á, bây giờ tự nhiên là hết hết khóc nữa. Mình thì hay nói rằng là con có khóc thì mẹ mẹ mới cho bú, thì bây giờ đây là con khóc rồi mẹ cho con bú rồi thì chắc là mình còn hết khóc. Vâng, thưa quý khán giả, bên tay trái tôi là cái trung tâm mà của phố Buôn Cho TV hay phỏng vấn mấy ông nhà báo đời. Bên tay phải chúng tôi là một cái khu rất là Sài Gòn ngày xưa của ông Trần Dũ. Want a bet? Bet still good. A bet. Ok. Vẫn thường hay đi Việt Nam cái túi đúng là cái vali nhỏ để kéo đó, thì có quyền mang lên trên máy bay thay vì gửi. Vâng, cảm ơn những lời chúc của các bạn. Ông Hoàng Minh Hoan ơi, ông làm ơn ông từ chối đi mà tôi cứ mời ông hoài mà ông trả ông. Lái xe rất là tôn trọng kỷ luật. Nước Mỹ họ chỉ có hơn 300 năm lập quốc, so với Việt Nam mình 5.000 năm. Nhưng mà họ là văn minh, cái văn hóa lái xe của họ rất là không phải là gì hết đấy, như là ăn thua ở cái phạt này. Bên Mỹ nó phạt nặng lắm, phạt bị méo mặt luôn ạ. Ở các tiểu bang khác thì chúng tôi không có rõ lắm, nhưng mà riêng California đó quý vị bị 4 điểm là quý vị bị tịch thu bằng lái xe 6 tháng. 4 điểm là cái gì? Một lần bị một cái giấy phạt về cái tội vi phạm, bất cứ vi phạm gì là 1 điểm. Nếu mà say rượu lái xe đó là quý vị tới 2 điểm. Nếu mà còn nếu mà đậu xe đó bị phạt đó thì không có tính điểm, tại vì nó không tính vào cái tội gọi là xe đang chạy.
Thì nói chung á thì là đối với lại bên Mỹ á, mà một năm mà quý vị bị bốn lỗi á, là thứ nhất là tịch thu bằng lái xe 6 tháng, thứ hai mà khi mình đi mua bảo hiểm á, rất là cao, thành ra bà con sợ lắm. Mà chưa kể là một lần bị phạt đã tối thiểu đó là cỡ khoảng chừng 150 đô la trở lên, một cái giấy phạt nó chỉ có mấy chục đô thôi, nhưng mà nó cộng tiền lệ phí cộng cái linh tinh vào là kia lấy má vào cái nó lên tới trăm mấy, rất là bình thường. Ngày xưa đó ra tòa mình đi xin học, đi xin học nó gọi là traffic school đó, tức là trường mà dạy về luật lệ lái xe, thì mình không phải đóng tiền phạt. Bây giờ đó thì cho đi học nhưng vẫn phải đóng tiền phạt, chỉ có cái là khi mà đi học á thì mình sẽ không bị đi ghi vào ghi tên vào hồ sơ, nó lại cái chỗ đó. Và ngày coi như là chúng tôi đi gần hết cả một cái, còn một cái mặt nữa là đường Westminster, là chúng tôi sẽ chạy đi vào trong cái chỗ này mua một bình nước 5 gallon, tức là khoảng chừng 20 lít nước uống. Ở bên Mỹ phải đi mua nước uống là tại vì đây là nước lọc, giống như là anh trực chấp anh bán, anh bán này, nhưng mà cái loại bán của anh ấy thì là cái loại một cái bình khoảng chừng 20 lít, trong nó có 2-3 cái filter, tức là đầu lọc thì còn đây á, là nó cả một cái hệ thống lọc nước, nó qua khoảng chừng 3 cái bình lọc rất là lớn, thành nó uống rất là ngon, ngon hơn là những cái nước mà đóng ở trong chai nữa. Comment của cái tên đó à, có đọc lúc nãy, có đọc mà tôi đã chặn rồi, viết nhưng mà nó vẫn vào đọc được, cho nó đọc cho nó sướng. Đây là một cái khu rất là thực tế, thị tứ, nếu mà quý vị ở xa hoặc là ở Việt Nam qua đây á, nên ở cái khách sạn, chúng tôi không quảng cáo cho khách sạn, nhưng mà cái khách sạn này bước ra đây đó đủ hết món ăn, đó là Bắc Trung Nam và tất cả các loại, kể cả thức ăn Trung Hoa, thức ăn người Tàu này kia đều có hết, rất là ngon. Và thức ăn Mỹ đó, bây giờ thì chúng tôi vào trong này mua một bình nước, xong là sẽ ra đi tiếp một cái đường Westminster nữa. Trên cái đường Westminster thì nó có kéo dài qua một cái khu vực khác, nó gọi là khu vực đường Euclid, chạy từ đường Euclid qua đường mắt ngó lia. Ở đây có hai con đường vui lắm, con đường Magnolia, tôi gọi là mắt ngó lia, và con đường nữa, con đường là Brookhurst, thì chúng tôi gọi là con đường bốc hốt. Nếu mà mình cộng mình ghép nó lại thành ra con đường mất ngón lia để bốc hốt tại vì ở đây nó có cái cà phê ngó, vào đây cà phê ngó rồi quý vị phải mua thuốc nhỏ mắt, ông tôi là nó cay mắt lắm, tại vì tội nghiệp lắm, mấy cái cô bán hàng đấy toàn là dân nhà nghèo không à, không có quần áo mặc. Không có quần áo mặc, thành nha bà con vào trong uống cà phê để ngó. Đây là bên cạnh Skylark Nail Supply, những cái tiệm bán nail supply này thường quy khán giả rất được đông khách.
cái ngành mà cung cấp đồ ngành neo này, thưa quý khán giả, đa số là người ở Việt Nam qua, đa số chủ là ở Việt Nam qua. Và bán rất rẻ nữa, mà rất nhiều tiệm mà tại mà rất là giàu nữa. Cái người mà bảo trợ cho cái chương trình Thúy Nga nó cũng là chủ tiệm nail luôn, mỗi lần bảo trợ nó là 3.000 4.000. Và hẹn lại quý khán giả trong những cái livestream kế tiếp nha. Giờ đi tiếp nghe bà con. Tâm phố Bôn Sa nữa. Có gì đâu mà tuyệt vời, trời ơi, ở Việt Nam mới vui hơn như ở đây, đây chán đến mổ. Nhưng ít ra bà con nhìn thấy những cái khung cảnh ở Việt Nam, người Việt mình ở đây này, khu vực này thì coi như là xe chạy là đa số là đầu đen không à. Cảm ơn Hoàng Minh Hoan. Bữa nào qua qua Mỹ chơi nữa chứ? Đấy, quý vị thấy nhà báo băng qua đường không? 1, 2, 3, 4 lên. Có du lịch qua màn hình. Vâng, thì cái tranh thủ mỗi lần chạy ra ngoài đường thì lại livestream một khúc để cho bà con coi thấy. Đáng nhẽ mình chạy trên cái đường Buckhurst này lên trên đó thì mọi ngày cũng vẫn đi nhiều rồi, thành ra thôi. Thì tương đối thì khu Việt Nam mình ở cái khoảng chừng một cây số nữa. Cũng 1-2 cây số cũng là khu vực Việt Nam cũng khá đông. Vâng, cái không khí của người Việt đó, nó càng ngày nó càng ảm đạm, là bởi vì cái lớp trẻ nó lớn lên đó, nó không tiếp thu được cái mà gọi là cái truyền thống. Chúng tôi dùng cái chữ truyền thống là bởi vì người Mỹ họ gọi rồi, cái lá cờ vàng ba chọc đỏ là cái heritage, tức là cái lá cờ di sản. Mà cái đã gì là di sản ấy, tức là có nghĩa nó chết rồi. Bây giờ thì chúng tôi thay về rẽ tay phải để đi về lại nhà thì chúng tôi rẽ tay trái để cho quý vị coi. Đây là một cái ngã tư rất là sầm uất, nếu mà người Việt Nam qua đây hoặc tiểu bang khác là tới đây đó, quý vị ở ngay ngã tư này, gọi là ngã tư Westminster và đường Brookhead. Có nhiều người gọi hỏi chúng tôi tại sao có lúc nhà báo gọi là Westminster, có lúc nhà báo gọi là Westminster. Thì nếu mà gọi là tiếng Mỹ, mà gọi là tiếng Mỹ gọi là cao cấp á, tiếng Mỹ của người có gọi là có học á, thì họ hay nói là Westminster chứ họ không gọi là Westminster, tức là dân trí thức. Còn nếu mà gọi Westminster hay là Westminster thì nó cũng đều giống như nhau, không có gì khác. Ở cái khu vực này nó đủ hết tất cả các tiệm ăn, món ăn, và có một cái nhà hàng rất nổi tiếng là cái phở Pasteur. Phở Pasteur, nếu mà quý vị vào trong đó nhìn thấy cái trang trí, chắc chắc chắn là phải nói rằng là đây là một cái tiệm ăn Việt Nam ở bên Việt Nam qua. Bên tay trái chúng tôi là nhà băng ông băng America. Bữa trước đã có 2 vụ cướp trong một ngày, buổi sáng và buổi chiều, và một
người vụ buổi chiều thì bị bắn chết nữa. Vâng, đây thì là con đường Westminster, cũng rất nhiều khu phố Việt Nam này, mà nơi nào đó có Việt Nam tới đó là cái nơi đó Mỹ nó sẽ dọn đi. Có bữa trước chúng tôi có nói một cái live stream, chúng tôi có nói rằng á, mấy anh cộng đồng đây bảo là đưa ông Hùng ra tòa về cái tội kỳ thị, là nói rằng á, tới người Mỹ nó kỳ thị Việt Nam. Thật sự rằng á, chỗ nào Việt Nam tới là ngay cái khu mà cái post office là chỗ mà của ông Lý Kiến Trúc ở đấy, tiệm ăn của ông Lý Kiến Trúc. Bây giờ là không còn một cái tiệm nào của Mỹ hết, kể cả một cái chỗ nó gọi là cái bar nhỏ nhỏ bây giờ cũng dẹp. Việt Nam chiếm hết. Ở cái khu vực này, thưa quý khán giả, nó có một cái chợ cũng rất là cũ, xưa lắm, của anh Nguyễn Kiểm, trung tá pilot F5 ở ngoài Đà Nẵng, thường thường gọi là Kiểm Kinh Đô. Trong này có một cái beauty supply, cái bên cạnh là Kim Vân Skin. Đấy, Kim Vân, quý vị vào trong YouTube đánh chữ Kim Vân và Dr. Yêu, quý vị sẽ thấy được cái YouTube Dr. Yêu và bà Kim Vân này bàn về vấn đề tình dục. Đấy, bà Kim Vân này á, là một mục sư. Đấy, bên cạnh nó là một cái chỗ để đánh pizza. À, pizza đây thì nó có loại pizza Mỹ, tức là pizza 6 lỗ, và pizza bàn của Việt Nam 3 banh. Bên tay phải chúng tôi là chợ người Việt, bây giờ nó là đóng cửa rồi. Chợ này của anh Kiểm ngày xưa. Khu này hồi xưa thì cũng rất là sầm uất, ngày thứ bảy chủ nhật kiếm mà chỗ đậu xe không ra. Bây giờ thì cũng là bắt đầu vắng rồi. Cái tình trạng mà nó là tưng bừng khai trương mà âm thầm đóng cửa nó xảy ra trong cộng đồng này rất nhiều. À, tại vì nó đất nó rộng, nó không đâu cần xây cao tầng làm gì. Bởi vì nó đánh thuế bằng cái square foot, tức là cái diện tích của các căn nhà. Càng nhiều tầng thì càng nhiều bị ấy. Chúng tôi đi vào trong này để cho quý vị xem thấy cái tượng đài của vua Quang Trung. Đây, khu này khu của ông bác sĩ Nguyễn Chí Vĩ. Đấy, thì ông là chủ cái khu này và ông làm cái tượng đài vua Quang Trung. Quý vị thấy rằng một cái tượng đài ở bên Mỹ này đó. Đấy, trước mặt quý vị nhìn đây nhé. Không biết tại sao giờ vua Quang Trung này đâu có cái cờ vàng ba chọc đỏ đâu, là cứ phải để cũng lại phải lợi dụng để mà để cái. Đây là hình vua Emperor Quang Trung Nguyễn Huệ 1753 và 1792. Chúng ta biết vua Quang Trung chết rất sớm, nếu mà ông không chết sớm thì có lẽ là cái cục diện đất nước nó cũng chưa đến nỗi nào. Đây là tượng đài của vua Quang Trung. Thì trong số này, chỗ này có những cái tiệm ăn rất là ngon.
lâu lắm thì chúng tôi không đi vào cái khu vực này. Nhưng mà trong đây có rất nhiều cái cơ sở thương mại mà gọi là 99.9% là chủ nhân là người Việt Nam. Bên đằng trước mặt cái bánh cuốn Lưu Luyến á, là ngày xưa là cái tiệm ăn của VOV, tức là của hội ký giả. Trong đây đa số là kho hàng hoặc là những cái cửa tiệm, nó không buôn bán mà nó chỉ là một cơ sở văn phòng. Bên tay trái chúng tôi đó là cái khu vực này ngày xưa đó, anh Tú Quỳnh, anh Đại úy Thạch của Liên đoàn 5 vận tải của Biệt động quân có một cái chỗ kho sách ở đây, kho sách của tiệm Tú Quỳnh. Thì anh mướn mấy con gái nhảy của chuồng, mời mấy ông tiểu đoàn trưởng, trung tá, đại tá, biệt động quân mới HO qua. Xong rồi cái nhảy của chuồng trong đó. Thì lúc đó tôi đã nói với lại Thạnh như thế này: Thạnh ơi, mày làm cái này mày chết rồi. Sao vậy? Mẹ, chỗ cơ sở buôn bán làm ăn mà cái mày mang cái gái đĩ tới đây là người nhảy cổ chuồng thì mày chết. Và y chang những cái cơ sở làm ăn buôn bán mà quý vị thấy rằng á, mang gái tới mà chơi đó, gái điếm á hay là bồ mà chứ, mang tới mà chơi đó, bảo đảm trước sau thì cũng đóng cửa. À, đây có những người đang tự sướng. À, ông này đứng mặc đồ, tôi lại tưởng là ông luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, nhưng mà không phải. Đây có lẽ là những người ở tiểu bang xa họ tới đây. À, giống Vũ Khanh quá. Giống ca sĩ Vũ Khanh. Và trong này đa số là cơ sở, cái trung tâm cung cấp đồ neo rất nhiều. Họ giàu lắm ạ. Còn mỗi cái Interstate Battery này là của Mỹ đây. Thành ra quý vị nào để ý thôi, cái tiệm nào bây giờ nó mang gái tới mà chơi ở trong đó đó, hoặc là mang mấy gái điếm mà nhảy đó, mấy con vũ nữ đó là cái loại. Ê, ông này gẹo trái bậy bạ không, ở chỗ này để cái bảng cấm gẹo nè. Đấy, cũng có mấy người chạy ẩu đó, bị néo. Và bây giờ là Thạnh Tú Quỳnh bánh salon. Sau lời tiên đoán của nhà báo, thứ nhất rất là may á, mình lật cái xe ở trên xa lộ 605, xe tan tành hết, bảo hiểm nó bảo nó bồi thường cho xe khác mà không sửa, nhưng mà người không chết. Đấy, đúng là con người ta nó có cái số. Xong rồi cái sau đó đó, Thạnh dính bà Phượng Mai, bây giờ là vợ của ông Trần Nhật Phong đó, mở một cái Tú Quỳnh số 2 ở trên San Gabriel. Cái Tú Quỳnh 1 này đó là bị bà Vương Ngọc Yến, tức là vợ của đó, ông Thạnh đó, đuổi ra khỏi nhà. Tống cổ đi mà hôm đó Thạnh còn gọi tôi mà cái sách vở nhiều quá, sách tài liệu nhiều lắm, mà nhờ tôi tới tôi lấy ra một sách, một số sách thì bây giờ cũng lại cũng phân tán đi hết, là mình cũng lại dọn nhà đi, mình đâu có chỗ mình để chứa sách. Sách nhiều lắm, tài liệu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa rất là nhiều, sách Mỹ rồi sách ấy. Hồi đó là Thạnh làm KBC,
thì lấy bà Phượng Mai ở trên nó xong rồi cũng banh salon đóng cái cửa tiệm ở trên đó. Bà Phượng Mai sau này mới cặp với Trần Nhật Phong này. Bôn ra nó có nhiều chuyện vui lắm. Bác Cường hỏi sao ông này ông biết nhiều quá. Bây giờ ông mới nói, tôi bảo đây mình không có cơ hội nói. Khi không tự nhiên mình nói đâu được. Là bị một anh biệt động quân nữa, thiếu tá biệt động quân nữa. HO qua Thạnh thấy thương quá cho mời vô làm. Thì nghe nói anh cũng chết rồi. Anh đó, anh chơi cái trò thay vì gửi hàng cho Tà Thạnh thì anh ấy gửi hàng cho anh ấy. Tại nó biết được nó mới đuổi đi. Cái lúc nó banh salon thì nó banh tùm lum lá. Đây cũng là một những khu vực Việt Nam hồi xưa rất là đông. Bây giờ thì là bắt đầu vắng vắng rồi. Bánh cuốn Hồng Mai đó bên tay phải đó cũng dẹp rồi. Bên tay trái chúng tôi là những cái khu vực là cái chung cư mới tân trang lại, trông nó đẹp lắm. Thay lại, họ làm lại kiểu mới, làm lại hết. Đây là một cái nhà hàng Newport Tân Cảng Seafood bán đồ biển rất là nổi tiếng. Nhà hàng Kim Sư bây giờ hồi xưa cũng một thời kỳ đắt khách, bây giờ vắng tanh vắng ngắt. Những nơi Việt Nam mình là tháng thứ bảy này thường thường có rất nhiều cái buổi tiệc tùng. Nhưng mà nay thì hết này, hội đoàn là coi như nó chết. Rồi đám cưới, tụi trẻ nó lớn lên nó cũng không làm đám cưới nữa. Nó làm theo kiểu của nó, làm theo kiểu Mỹ, đơn giản, ít tốn tiền. Cộng đồng bây giờ thì coi như là chết rồi. Thỉnh thoảng có mấy cái hội nó nổi lên giống như là bèo giặt hoa trôi. Đây là bên phải chúng tôi, đây khu vực này của coi phở Nguyễn Huệ, đây là ông Cảnh vịt. Và lý do gọi ông Cảnh vịt là tại vì ông này, ông đầu tiên là ông bán vịt ở tại nhà, ông bán vịt làm chiếc canh, sau bị cướp nó vào nhà, nó cướp và nó hiếp luôn cô con gái. Nhà ông mới ra ngoài, ông mở cái tiệm phở, tiệm gà vịt ở trên đường Westminster và Harbor, cái đường lúc nãy chúng tôi đi á. Chúng tôi đi qua một cái đường khác để đi cho quý vị nhìn thấy một cái khu vực khác trước khi về tới nhà. Khu tay trái mà chúng tôi đánh giá rẽ trái đó thì hay đi ra nhà băng hoặc là đi qua cái khu vực chợ Sài Gòn mới. Thì quý vị nhìn thấy nhiều lần rồi. Đây là con đường lúc nãy chúng tôi đã đi qua. Chúng tôi đi thêm một lần nữa để cho quý vị nhìn thấy để đi về, lối đi về nhà. Trở lại vấn đề hội đoàn đó, thì hồi xưa đó là thứ bảy đó, có ngày đó từ sáng đến chiều ba hội luôn đó. Trưa một hội, chiều một hội, tối là đi đám cưới. Bây giờ thì là các nhà hàng ế dài dài, ế mèo ế mốc. Lúc đó ông Trung tướng Lê Nguyên Khang mà lúc còn ông còn sống, ông nói ông Hùng ơi, có lẽ mình phải dọn đi tiểu bang khác mình ở, chứ mình ở đây mình chết tiền. Mà sao lại chết gì à, thưa Trung tướng? Tiền đám cưới, ông bảo mình là người nổi tiếng ngày xưa, thành ra bây giờ anh em đó, chỉ nguyên cái nội chủy của lục chiến không cũng chết tôi rồi. Tại vì ông là tư lệnh chủy của lục chiến ngày xưa.
Mà đi đám cưới nó tối thiểu là phải 200. Một tháng 14 cái đám cưới là hết 800. Dính thêm ngày chủ nhật nữa là 8 cái đám cưới nữa là 1.600. Mà lúc đó thì bà con thì thật sự rằng chẳng có chuyện gì hết, thành ra cứ đi thôi, nhưng mà cũng phải lựa chứ đâu có phải là ngày nào cũng đi đám cưới. Ở đây có một ông bác sĩ Võ Đình Hữu, đó là ông ấy là chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia, ông hay lắm. Chuyên môn ông ấy tới trễ, không cần biết, ông tranh đấu cho cờ vàng, cờ đỏ gì tôi cũng không biết. Lẽ dĩ nhiên là cờ vàng rồi, ba trọng đỏ. Nhưng mà ông hay lắm, cứ chờ chào cờ xong cái ông mới tới. Lý do là tại vì cái ban tiếp tân họ dẹp rồi. Lúc đó đang chào cờ xong thì ông bước vào, tức là ông không phải đóng tiền. Cái lát hồi cái ông viết một cái chi phiếu $50, bác sĩ cho có 50 bằng tiền đấy đó rồi. Thế hóa ra cái chi phiếu đó là cái chi phiếu của ông trả tiền ăn chứ đâu phải. Thế nhưng mà ông viết lúc đó $50 đó thì người ta sẽ khen ông ấy là ô, bác sĩ Võ Đình Hữu ủng hộ $50, đâu phải ủng hộ. Ông mua vé vào cửa mà, vé ăn mà. Bà Kiều Mỹ Duyên ở đây cũng vậy, đó là hai người chuyên môn. Vào đó thì lén đi vào cho lúc viết trách thì là ủng hộ, nhưng mà thật sự cái đó là cái để mua vé, để trả tiền vào cửa để phần ăn của mình thôi. Sau này là các hội đoàn nó mới chơi cái trò nữa là thu tiền tại bàn, không có thu tiền tại cửa nữa, tức là chờ vào trong đó thì bắt đầu thu tiền. Thì bà con chờ tới lúc mà cái mấy cái cô tiếp tân, mà mấy bà tiếp tân này đi thu tiền á, thì bà con đứng dậy đi vào cầu tiêu đi đái hết. Mà cái tiệc nào mà tôi tổ chức á, thì tôi dặn mấy bà đó là ok, cái bàn nào đó mà chưa đủ 10 người, tức là trong cái phong bì phải viết vào cái viết tên vào, rồi viết số tiền ở ngoài phong bì để cho ban kiểm soát chúng tôi kiểm soát tài chính dễ dàng. Thí dụ bàn nó được mới 8 người thì không có lấy, phải quay trở lại chờ đủ 10 người lấy. Thì không lý ông đứng ở trong đó ông đái hoài suốt buổi sao? Đúng rồi, Lưu Xuân Trường vừa được miếng mà được cả tiếng đấy. Nhưng mà là cao nhân tắc hữu, cao nhân trị. Gặp phải nhà báo Nguyễn Phương Hùng này nha, có nhiều cách trị lắm. Nhà báo mà làm MC đó, nhà báo cầm trên sân khấu hỏi rõ ràng đây là tiền ăn hay là tiền ủng hộ. Quê lắm. Bởi vì nhiều người nó ghét. Ghét cái thằng cha này lắm. Nói thẳng thừng luôn trong micro luôn. Cũng giống như bây giờ đó, nói thẳng luôn ở trên live stream, nói thẳng luôn ở trong hội luận. Thì mình đừng làm xấu đi, mình không bị nói thế thôi. Vâng, cái cộng đồng nó cũng vui lắm đó. Cái ly sandwich này đó, hồi xưa mới mở ra đó, thì đứng xếp hàng, bây giờ thì thôi, tha hồ. Không còn đông người nữa. Thế còn mỗi cái McDonald's thì là còn sống sót ở trong này, nó còn toàn là Việt Nam hết. Mấy khu vực này hồi xưa là ngày thứ bảy ông Bắc Cường hay ngồi đấy,
đông lắm. Bên tay phải tôi là cái trường Bosa Grande High School. Cái trường này nó nằm về học khu của Garden Grove. Có nhiều người đọc là Garden Grove thì đều đúng hết. Thì cái trường này nó hay lắm. Ông Tạ Đức Chí, thị trưởng Tạ Đức Chí của thành phố Westminster tới đây khiếu nại là đã dạy sách giáo khoa từ mang từ Việt Nam qua. Bà hiệu trưởng bà trả lời là thứ nhất rằng á, đây là học khu của Garden Grove chứ không phải là của Westminster. Thứ hai nữa là bây giờ nếu không dạy sách Việt ngữ cho các em học sinh mà ở Việt Nam mới qua đó đi học kia, hoặc là những em những em mà ở Việt Nam sinh ở đây mà không có biết tiếng Việt thì làm sao? Đây thêm một ông Mỹ đứng đây chống gậy. Những ông này đó là đa số đóng kịch. Đừng có nói ở Việt Nam đóng kịch nha. Việt Nam có, ở đây cũng đóng kịch như thường. Ông ấy đi tạo dáng hay lắm. Tạo dáng đi cả nhắc. Lát hồi ta đi ra đợi xe hơi đậu bên kia. Bữa trước nhà báo đã đi dình một ông rồi. Leo lên xe đậu ngon lành lắm. Bây giờ cứ một ngày mà được $20. Okay. Chỉ một tháng được $600, gần bằng cái tiền cấp dưỡng rồi. Cái mặt ông này là chắc chắn là có cấp dưỡng. Nhưng mà cũng là một cái nghề, không ăn cướp là được rồi. Thì đây là một cái khu vực nữa, gọi là khu vực chợ Mỹ Thuận. Khu bên tay trái đó, hồi xưa có cái chợ Thuận. Thì đóng, từ hồi đóng rồi á, thì cái khu này nó cũng chết. Khu Mỹ Thuận này thì tương đối. Trong này có một cái tiệm nước, bên cạnh tiệm bánh mì Sài Gòn á. Cái tiệm nước này bán Việt Weekly, bị đám biểu tình tới làm khó dễ Việt Weekly. Nhưng mà ông chủ nhân này ông cũng ngon lành lắm, cứng cựa lắm, không dẹp. Biểu tình bao lâu? Đây là chợ Mỹ Thuận. Cái tiệm nữa là tiệm là Water. Chị nói là Fonca Water. Đằng trước có một cái tiệm ăn nó gọi là Sài Gòn Deli Restaurant, okay, của ông Phạm Đức Cường. Ông Phạm Đức Cường này là trong tập thể đó. Ông là sĩ quan không tác chiến, con một, thích đi lính, thích làm sĩ quan hành chánh tại chánh. Nhưng qua đây thì thích mặc đồ lắm. Cái chuyện nó không nói bằng cái mà quý vị vào ăn xe ra Sài Gòn Deli nổi tiếng ở đây là chuyên môn tính tiền lộn. Mà cái lộn đó là cái phần lợi về cho chủ quán chứ không phải về. Nếu mà quý vị đi ăn mà một tô bún bò và một ly cà phê sữa, quý vị không thể nào bao giờ phải trả tới 20 đô la được hết. Nếu mà nó trên 20 đô la tức là có vấn đề. Có một lần chúng tôi đang ăn cái cô đó, cô ra cô đứng ở chợ cái. Quý vị phải coi chừng,
cái thằng chủ quán này này, nó mất dạy này này, nó tính tiền lộn á, rồi lần nào cũng vậy rồi, mấy lần rồi. Mà lộn cho ông không à. Một lần ông nha sĩ Nguyễn Xuân Tùng của bên nhảy dù, ông Tùng thì ông có đai đen mà Hapkido của ông bác sĩ nhảy dù Phạm Gia Cồn. Nguyễn Xuân Tùng đi mấy ông thì hay có tật là đi đánh tennis xong rồi về đó ăn. Ăn xong thì hôm đó cái lợi dụng là đông người ta không để ý. Mà hôm đó tới phiên ông Tùng cũng trả tiền. Thành ra ông coi lại cái hóa đơn. Thế là ông chửi cho một mách. Nổi tiếng mà. Tập thể chiến sĩ đấy. Lúc nào cũng khoe là nhà triệu phú ở Huntington Beach nhà trẻ. Mà lưu manh đều cáng. Ồ, tôi không tới nhà thờ kính. À, có lẽ là tối nay hoặc là tối mai sẽ đi qua nhà thờ kính. Tại vì buổi tối nó mới đẹp. Tại đi qua đi về phía nhà thờ kính thì lại không có khu vực và không có chợ Việt Nam. Vâng, thì bây giờ chuẩn bị về tới nhà rồi. Xin hẹn quý khán giả những cái livestream trực tiếp, có thể là tối nay hoặc tối mai chúng tôi sẽ đi nhà thờ kính và các nhà thờ chung quanh quận Cam để quay những cái hình ảnh coi nó có hoành tráng như là ở Việt Nam hay không, và quay xong để cho người mấy ông chống cộng cực đoan nó câm cái họng đi, đừng nói là ở Việt Nam là không có cái tự do tôn giáo. Vâng, chào tất cả mọi người.